Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021. đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Tý đang ở trong giai đoạn bế tắc. Bạn hãy cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, có thể nói lúc này bạn đang ở trong quá trình tự chữa lành bản thân mình. Do đó, không thể tránh khỏi cảm xúc của bạn lên xuống thất thường. Trong thời gian này, với bà tuổi Tý, hãy học cách tha thứ, khoan dung với chính bản thân mình. Chỉ khi không còn gánh nặng mặc cảm về tội lỗi thì mới có thể tự giải thoát bản thân mình khỏi những nỗi đau điều bám. Trong tuần mới này, ở chốn công sở cũng vậy. Với bà tuổi Tý, cách hành sự quá lý trí, thiên về tình cảm của bản mệnh cũng có thể gây ra những sự căng thẳng với đồng nghiệp. Bạn cần phải kiên nhẫn và học cách lắng nghe những người xung quanh chia sẻ với bạn để hiểu được cảm nhận của họ, thay vì chăm chăm lắng nghe những cảm xúc của chính bản thân mình. Trong tuần, đang cuốt sao giải thần, chiếu mệnh khiến cho bạn tuổi tí càng về cuối tuần càng hóa giải được những mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Thậm chí, bạn và mọi người còn rất hào hứng trong việc chung tay xây dựng, giúp sức, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem tuần mới này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đừng có mong sớm có cơ hội kết đôi trong tuần này. đây là thời gian dành cho sự chân thành, thật thà, cũng như cách mà bạn cởi mở với một người nào đó. bạn cũng sẽ rơi vào một tình huống khó khăn đòi hỏi bản thân mình phải cố gắng để học cách quản lý và giải quyết mọi việc sao cho thật hiệu quả. Tuần mới này với bạn tuổi Sửu, bạn đang có điểm báo sẽ có những rắc rối không thể nào lên kế hoạch phòng tránh trước được, như là mất nước, điện rò rỉ hay là vòi nước hư, bị thiếu hụt các vật dụng cần thiết có thể xảy ra. Vì những vấn đề này mà bạn mệnh cảm thấy phiền phức, ngoài việc tốn một khoản chi phí kha khá để sửa chữa, mua mới và mất nhiều thời gian. Sao thiên hình chiếu mệnh là sao xấu khiến cho bạn tuổi xỉu trong tuần này cao ngạo hơn khi bạn tin tưởng vào khả năng của mình, không đánh giá cao nỗ lực của người khác. Cẩn thận kẹo lại chút lấy thêm những thủ oán không đáng có khiến cho bạn bị xa lánh, thiếu đi sự hợp tác trong công việc sau này nữa bạn tuổi xỉu nhé trong tuần mới này với bà tuổi Sửu lại đang gặp được chính tài ghé thăm từ những ngày đầu tuần mang lại cho bạn có được nguồn tài lộc tiền bạc rộng rỉnh trong tay nhưng càng về cuối tuần với bà tuổi Sửu càng dễ đánh mất đi tiền bạc do đó đừng cố vì thấy có chút tiền trong tay mà vội tiêu xài hoang phí bạn cần phải lên kế hoạch cẩn trọng cho những việc mua những món đồ cần thiết mà thôi Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là cái chuyện tình cảm của bạn đang có những phút trầm buồn và bạn tuổi dần Hãy dừng lại và suy nghĩ cho thấu đáo hơn, rồi hẳn đưa ra lời phản hồi với người ấy, cũng không muộn. Lúc này, cả hai cần phải có chút không gian riêng để được là chính mình và nhìn nhận lại cái chuyện tình cảm. Cuối tuần với bạn tuổi dần là thời điểm lý tưởng để cho bạn nhìn lại con đường sự nghiệp đã qua. Thông qua đó, bạn sẽ nghiệm ra nhiều bài học thú vị về chính bản thân mình. Điều này có thể mở ra một hướng đi mới cho chặng đường sắp tới của bạn. Với những ngày đầu tuần và giữa tuần với bạn mạnh tuổi dần, không có chuyện gì đáng phải lo ngại. Nhưng tới khi thương quan xuất hiện vào cuối tuần, lại khiến cho bạn cảm thấy khó chịu với cuộc sống xáo trọn. Lúc đó, bạn nên hạn chế tiếp xúc với quá nhiều người, vì có thể họ khiến cho mọi việc của bạn thêm phần mệt mỏi hơn. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021 xem vận trình tuần mới này với ba tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang có điểm báo có những dấu hiệu cho thấy bạn tuổi mão phải đối mặt với những chuyện không vui trong chuyện tình cảm khi qua đi những cảm xúc ban đầu thì hai người thường xuyên cãi cọ mâu thuẫn với nhau và tuần này cho thấy mối quan hệ với các thành viên trong gia đình hoặc là đồng nghiệp cũng trải qua một số trục trặc nữa Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi mão, bạn hãy dành nhiều thời gian cho bản thân mình để suy nghĩ và nhìn nhận lại mọi thứ trước cái đã. Đừng có lo lắng vì qua khó khăn lúc này bạn sẽ trở thành một người dần mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Trong tuần mới này, có những hoàn cảnh sẽ đẩy bạn tụi mạo phải đảm nhiệm vai trò là trọng tài. Và rồi, việc phải làm như thế nào để có thể phân định một cách khách quan sẽ là thách thức đối với bạn. Hẳn nhìn với bạn đồng thời sẽ phải đối diện với một vài sự cán rõ đòi hỏi bạn phải có suy nghĩ và sự lựa chọn thay vì làm theo mong muốn của chính bản thân mình trong tuần mới này với bạn tuổi mão lại đang gặp được thiên tài ghé thăm vào giữa tuần cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được tiền bạc rỗng rỉnh cho nên với những rắc rối nhỏ xuất hiện vào những ngày đầu tuần sẽ không còn là chuyện đáng phải bàn hơn nữa với bản lĩnh của mình bạn tuổi mão sẽ vượt qua được mọi việc một cách dễ dàng mà thôi Từ vi tuần mới của bạn tuổi thìn từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi thìn Cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang có được báo hiệu bạn dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện tình cảm, chủ yếu là bạn cảm thấy buồn, không vui với hiện tại. Nếu như bạn tập trung một chút thì vẫn có cách để cải thiện về tình yêu nữa miễn là bạn vẫn luôn mong muốn vun đắp cho hạnh phúc cùng người ấy trong tuần mới này với bạn tuổi thìn công việc diễn ra đều đều chưa có gì đột phá tuy nhiên về mối quan hệ thì có chút không vui khi họ trách móc bạn vì thiếu đi sự quan tâm của bạn dành cho họ và liệu bạn sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào hay là gặp khó khăn trong việc dàn xếp sao cho ổn thỏa mọi việc. Trong tuần mới này với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang có điểm báo gặp nhiều khó khăn, trắc trở, nhất là khi bạn phải đối mặt với tỷ kim xuất hiện, gây ra những rắc rối liên quan tới cả vấn đề về tiền bạc, lận mối quan hệ, việc gì bạn cũng phải từ tốn xử lý thì mới mong lấy lại được số tiền của mình. Đừng quá nóng vội khiến cho không ai khác ngoài chính bản thân bạn là người phải gánh chịu hậu quả. Trong tuần mới này với bạn tuổi Thìn cũng đang chịu ảnh hưởng của sao dịch mạ chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn đang có những thay đổi nhưng đó là điều cần thiết để cho cuộc sống của bạn thêm phần mới mẻ hơn. Dù có chút thử thách với những trải nghiệm mới. Nhưng bạn hãy tập làm quen với nó sẽ thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn bạn tưởng tượng nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi tỵ từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021. Với bạn tuổi tỵ bước sang tuần mới này cho chúng ta thấy là bạn không có khó khăn nào đáng kể khiến cho bạn phải quá hoang mang cả chính quan xuất hiện vào giữa tuần sẽ hậu thuận quan trọng để cho bản mệnh xử lý được những nhiệm vụ quan trọng. Sẽ có những việc bạn chẳng nghĩ tới cũng được người khác nhắc lại với thái độ nể phục. Tuần mới này với bạn tuổi tỵ bản, bản mệnh nên bớt so sánh sẽ tốt hơn. Mọi người đều có một giá trị riêng cần được tôn trọng. Vậy thì đâu có lý do gì mà bạn không tôn trọng sự độc nhất vô nhị ấy của bản thân mình hãy tự tin bày tỏ ý tưởng của mình trước đám đông ngay khi có thể bạn tuổi tỵ nhé. Với những việc xảy ra trong tuần có thể khiến cho bạn tuổi tỵ tinh thần của bạn không được tốt một chút nào. Bạn căng thẳng, mệt mỏi và suy nghĩ rất nhiều về tình yêu hiện tại của bạn và người ấy. Có lẽ chính vì thế mà bạn không thiết tha tương tác với bất cứ ai. Tuy nhiên, nếu bạn tìm được một người để chia sẻ thì mọi việc sẽ tốt hơn rất nhiều cho bạn. Trong tuần mới này với bạn tuổi Tỵ, do ảnh hưởng của sao Thiên Diêu chiếu mệnh chủ về đào hoa, phong lưu nên không tốt cho những cặp đôi đang có chuyện tình cảm bị xáo trộn vì đây có thể là cơ hội để cho người thứ ba xuất hiện gây ra trở ngại cho việc hàn gắn về tình cảm của hai người vì vậy với bà tuổi tỵ hãy dẹp bỏ sự giận hờn để tìm cách thấu hiểu và nuôi dưỡng tình cảm cho nhau đi bạn tuổi tỵ nhé từ vi tuần mới của bà tuổi ngọ từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021 xem tử vi tuần mới này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bà tuổi ngọ đang gặp được sao chính ấn chiếu mệnh vào những ngày đầu tuần sẽ hỗ trợ cho bạn tuổi ngọ đang có được những giải pháp đúng đắn khi đưa ra những quyết định quan trọng. Thậm chí có những việc không diễn ra theo như kế hoạch mà bạn cũng có thể xử lý được nhanh chóng vấn đề bằng khả năng thích nghi tuyệt vời của mình. Tuần mới này với bạn tuổi ngọ đòi hỏi bạn cần phải có sự tập trung cao độ nếu không sẽ dễ để ra những sai sót nữa. Hơn nữa, bạn mệnh đừng vì ý kiến của quá nhiều người mà phân tâm. Không ai có thể ngăn việc có ý kiến, nhưng chính bạn phải là người biết chọn lọc điều gì nên nghe và điều gì nên bỏ. Trong tuần, đang có sao hiểu bật, phò tá giúp cho bạn mệnh có thể chống đỡ lại các hung tinh nhờ đó mà bạn vượt qua được những trở ngại hiện tại thậm chí với những kinh nghiệm đang có bạn còn có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa cái chuyện quá khứ đã qua rồi với bạn tuổi ngoại đừng có nghĩ nhiều làm gì đừng có mất quá nhiều thời gian cho chỉ một người mà thôi, bạn sẽ phung phí những cơ hội giá trị để tương tác, gặp gỡ những người tốt đẹp. Đừng có quên rằng đây là tuần mới để cho bạn xây dựng thật nhiều những mối quan hệ giá trị nữa bạn tuổi ngọ nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được thực thần ghé thăm vào đầu tuần và làm cho tâm trạng của bạn vô tư, thoải mái nhưng đó cũng là lý do khiến cho bạn dễ trở thành đối tượng bị ai đó lợi dụng. Bạn nên biết kiểm soát lại tình hình, đừng có vì vui quá mà quên mất những chi tiết quan trọng nào đó bạn tuổi mùi nhé. Trong tuần này với bà tuổi mùi, bạn nên dành thời gian để lập ra những kế hoạch trước khi bắt tay vào hành động. Nhờ thế, bạn mới có thể tiến xa hơn trong công việc của mình. Bạn cũng đừng quên rằng, việc đầu tư một chút thời gian ban đầu có thể sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được vô khối thời gian về sau đó nữa. Bước sang tuần mới này với bạn tuổi mùi, bạn khá là lơ là trong chuyện tình cảm và việc đối phương hờn giận là chuyện không thể tránh khỏi. Tình yêu không phải mối bận tâm lớn nhất của bạn tại thời điểm này, bởi vì bạn đang bận rộn với công việc và các kế hoạch cá nhân. Trong tuần mới này với bạn túi mùi, do ảnh hưởng của sao thiên nguyệt gây ra những bất lợi cho sức khỏe của bạn, bạn cần phải có nhiều thời gian hơn cho việc tĩnh dưỡng, hỏi sức, đừng có để cho nguyên nhân cơ thể yếu nhược, bệnh tật trở thành nhiều cản trở cho sự nghiệp tương lai của mình về sau này. Từ vi tuần mới của bà tuổi thân từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đã nhanh chóng tìm lại được niềm vui, hy vọng mới sau những đổ vỡ về tình cảm, có thể nói sau cơn mưa trời lại sáng, sau những khó khăn rắc rối thì lúc này hai bạn đã hiểu ra được điều quan trọng trong một mối quan hệ nào đó, từ đó xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp và tích cực hơn. Trong tuần mới này với bạn tuổi thân, tâm trạng của bạn tươi vui phơi phới cho nên với bạn rất thích được giúp đỡ người khác. Bạn đừng có bỏ lỡ cơ hội để bày tỏa thiện ý của mình với mọi người xung quanh trong tuần mới này với bạn tuổi thân cũng đang có sao tản phù hỗ trợ cho các kế hoạch của bạn mệnh thêm phần thuận lợi. Khi bạn cần việc gì thì ngay lập tức có người sẽ hỗ trợ cho bạn. Tuy nhiên nếu như bạn cẩn thận thì bạn nên kiểm tra lại mọi việc kỹ càng cho dù đối phương có nhiệt tình giúp đỡ tới mức nào đi nữa. Ngoài ra với bạn đừng có quên nói lời cảm ơn và thể hiện sự trân trọng công việc của họ nhé thời điểm giữa tuần khiến cho bản mệnh tuổi thân phải đau đầu, nhất là khi kiếp tài chiếu mệnh khiến cho bạn nhận ra chân tướng của sự việc hoặc là cảm thấy thất vọng về ai đó mà bạn từng tin tưởng. Bạn hãy nhắc nhở bản thân mình rằng đó là cơ hội để cho bạn không nên quá tin tưởng ai đó vì họ có thể gây hại cho bạn bất cứ lúc nào và mất đi nhiều cơ hội tới với mình. từ vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang có nhiều hứa hẹn dự định mới sẽ được hoàn thành. Việc ở bên những người trẻ hơn mình sẽ đem lại cho bạn có nhiều năng lượng, nhiều ý tưởng và động lực cho ngày mới, nhờ thế mà bạn sẽ có thêm sự khích lệ về tinh thần và nỗ lực hơn để hoàn thành những công việc của mình nữa. Trong tuần này với bạn tuổi Dậu đang có nhiều dấu hiệu vui trong chuyện tình cảm. Việc giao tiếp của bạn sẽ dần được cải thiện hơn trước trong các mối quan hệ. Bạn nhiều lúc lại quá nhiệt tình với việc nghiên cứu người khác. Lúc này bạn mạnh tuổi dậu hãy suy nghĩ về giới hạn của mình và đặt ra ranh giới về những gì bạn có thể giúp đỡ vì có những người đang lợi dụng lòng tốt của bạn nữa đó nhé Sao thiên đức xuất hiện dự báo cho bạn mệnh đang dồi dào về tiền bạc và thậm chí có người còn được người thân cho tiền, họ trợ tiền bạc để làm ăn, kinh doanh. Bạn đủ năng lực để đầu tư thì có thể bắt đầu tìm hiểu để chuẩn bị tham gia những cơ hội lớn về sau này bạn tuổi dậu nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi tuất từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021 xem vận trình tuần mới này với bà tử Tuất cho chúng ta thấy là dù làm việc gì thì với bạn tuổi Tuất phải luôn thận trọng hơn vì có rất nhiều việc diễn ra không như ý của bạn nhất là khi có thương quan xuất hiện vào đầu tuần là lời cảnh báo bản mệnh không được chủ quan phải quan tâm tới cả những chi tiết nhỏ mà bạn vốn tưởng rằng chẳng có gì đáng phải lo ngại cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này gặp nhiều điều không như ý và đã đến lúc bạn dành nhiều thời gian để rà soát lại các mối quan hệ. Tất nhiên, bạn phải chấm dứt các mối quan hệ độc hại. Xong, quan trọng hơn, bạn hãy nhìn sâu vào bên trong để tự chất vấn bản thân mình. Vì sao bạn luôn phải dây vào cùng một kiểu người như vậy? Với bạn tử tuất trong tuần này, cũng cần phải nhắc nhở bản thân rằng không cần phải vội vàng, hối hả quá làm gì. Chậm lại, cẩn thận xem lại các chi tiết là tất cả những gì mà bạn nên làm trong tuần để tránh những sai sót không đáng có. Chỉ cần bạn hấp tấp một tí là bị mất khá nhiều thời gian sau này để xem xét lại tất cả vấn đề. Trong tuần này với ba tuổi tốt đó, do ảnh hưởng tiêu cực của sao bạch hổ chiếu mệnh cho nên sức khỏe của bạn mệnh đang có dấu hiệu bị giảm sút rõ rệt. Bạn mạnh chớ chủ quan với những biểu hiện không tốt trên cơ thể, đừng có vì mãi làm việc mà quên việc chăm sóc cho bản thân mình. Nếu như bạn cảm thấy đầu óc căng thẳng thì hãy tham khám bác sĩ hoặc là tham gia các môn thể thao để giải tỏa sự căng thẳng cho mình. Từ vi tuần mới của bạn tuổi hỏi từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình tuần mới này với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì với bà tuổi hợi cũng cần luôn mạnh mẽ để đứng lên. Nếu như bạn đã quan tâm quá nhiều đến một người nào đó và giờ đây bạn nhận ra rằng những tình cảm của mình là phí phạm, bởi đối phương không xứng đáng thì chỉ là lời nhắc nhở để cho bạn thay đổi mà thôi chẳng có gì là muộn cho việc thay đổi mối quan hệ này bằng cách hướng mình tới những giá trị tích cực hơn những công việc đã chiếm trọn năng lượng của bạn tuổi hợi trong tuần mới này khiến cho bạn không thể nào còn sức lực cho bất cứ công việc gì, kể cả là nhiệm vụ của gia đình. Có thể điều này sẽ khiến cho những người thân yêu của bạn trách giận bạn nữa. Bạn hãy khéo léo khi ứng xử với họ. Tuần mới này với bạn tuổi hợi có những điều vui vẻ, hạnh phúc thì bạn tuổi hợi nên tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đó, nhất là khi chính quan xuất hiện hậu thuận cho sự nghiệp của bạn được nhiều người giúp sức. Vào cuối tuần, bạn sẽ có nhiều khó khăn hơn bạn tưởng, hãy chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đối phó. Xem tử vi cho thấy, với bạn tuổi hợi cũng đang có sao cát tinh chiếu mệnh, giúp cho bạn mạnh sớm thoát được những trở ngại mà bạn đang phải đối mặt. Vì thế, dù có vấn đề là tiền bạc thì bạn hãy cứ tập trung để tìm cách xử lý, rồi bạn sẽ tìm được ra cách thức phù hợp để xử lý chúng mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.